Rồi, trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ review Nutter Melody. Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming. Và Dư Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mọi người. Ngày hôm nay ở video này thì Khải muốn soi cho anh em một set đồ của một cao thủ Tống Kim, Nutter Melody. Một trong những cao thủ thiên song đao, đánh cũng khá là bao top Tống Kim nha anh em. Ở thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta cùng xem qua dây chuyền kháng cả. Wow, chuyền kháng cả 16 hòa thủy, what the hell. Một cái áo kim phục hồi, một vũ khí chón dòng 1, một cái nón chón dòng 1 sinh lực cao, hiện tại có cho mình 80 chón. Một bao tay làm chậm 30, phòng thủ 15. Một ngọc bội làm chậm 40, có cho mình 70 làm chậm. Bao tay đẹp quá nè, bao tay tiền không quá nè, 15-30. Nhận kháng lôi 30, ui ngon vậy. Một đôi giày kháng lôi 24, tóc 29, sinh lực ngon. Ui, xích đồ này quá chắc nè. Một đai lưng kháng băng, một nhận kháng băng. Tính ra thì lượng kháng lôi không bao nhiêu, không đáng cỡ. Lượng kháng lôi chỉ có từ nhẫn này 30 với lại giày 24 thôi. Rồi hiệu ứng thì khá đẹp, hiệu ứng là 80 chón nè, 80 chón và 70 làm chậm và kèm theo 15 phòng thủ từ bao tay. Đó, kháng băng thì 21, 25 là 46 kèm để chịu. Tính ra set đồ bên này thì khá đẹp anh em. Khá đẹp mà thọn cái là kháng lôi hơi ít thôi. Đánh Tống Kim thì hơi sợ vỏ đang cũng lô một chút thôi. Chứ còn khá là đẹp phòng thủ nè, 15 kháng cả 16 nè. À, chón 80 anh em. Chón 80 nè. Làm chậm 70, làm chậm 70 thì đi kèm ngay 10 có thể đặng móc. Giống như Khải. Đó, set đồ khá đẹp anh em. Nói chung là ông này thì Khải thấy cũng có nhiều lần top 2, top 3, có khi còn top 4, top 5 cũng có, rất là nhiều trận cũng có top 1 cũng có. Top 1 như là Khải thấy chưa có lần nào. Chưa có lần nào, chỉ có G Snow thôi. Ok, và bây giờ thì anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Nutter Melody một like chia sẻ, cũng như đỡ lại cho Khải một like chia sẻ nha anh em. Bây giờ Khải bắt đầu đu ngựa thôi.